10 câu đố mẹo vui khiến bạn phải xoắn não. Hãy xem khả năng tư duy vô cực của bạn như thế nào. Bạn đã sẵn sàng? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu đố số 1, đố bạn vịt nào đi bằng hai chân? Đáp án, vịt không bị què thì đi bằng hai chân. Câu đố số 2, cầm trên tay một cây thước và một cây bút, làm thế nào để bạn vẽ được một vòng tròn thật chính xác? Đáp án, bỏ cây thước đi và cầm compa lên để vẽ. Câu đố số 3, bố mẹ có 6 người con trai, mỗi người con trai có một em gái, hỏi gia đình đó có bao nhiêu người? Đáp án, gia đình đó có 9 người, gồm bố mẹ, 6 con trai và 1 con gái. Câu đố số 4, có 2 bình rộng miệng đựng đầy nước, làm sao để cho tất cả nước vào trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào, không được cho cả bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nào vào chậu? Đáp án, cho đông thành đá. Câu đố số 5, tại sao sư tử ăn thịt sống? Đáp án, do nó không biết nấu chín. Câu đố số 6, có cổ nhưng không có miệng là gì? Đáp án, cài áo. Câu đố số 7, hai con chó đang lang thang ở công viên, con chó trắng tên Đen, con chó đen tên Trắng, Nam thấy chúng dễ thương, liền thấy trái banh ra xa, rồi ra lệnh. Đen, đi lượm trái banh, đố bạn con chó nào sẽ đi lượm? Đáp án, Nam sẽ lượm trái banh vì Nam không phải chủ của chúng.
Câu đố số 8. Người ta phát hiện ra xác chết của một chàng trai treo cổ chết ở nóc nhà, dưới chân cậu ta cách khoảng 20cm đến sàn nhà là một vũng nước lớn, hỏi cậu ta làm sao để có thể leo lên nóc nhà mà tự tử được. Đáp án, cậu ta tự tử bằng cách đứng lên tảng nước đá. Câu đố số 9. Bà đó bà chết bà bay lên trời, hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết. Đáp án, bà đó là bò đá, vậy bò đá bà chết, bà bay là 73, suy ra bà ấy chết năm bà ấy 73 tuổi. Câu đố số 10. Có một chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được 2 người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức, hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có 3 thằng Mỹ đen và 3 thằng Mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà không bị chìm. Án, bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 người đi, đó là ba của thằng Mỹ đen và ba của thằng Mỹ trắng. Bạn đã tìm ra được bao nhiêu đáp án đúng? Hãy cho mọi người biết ở phần comment bên dưới. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Thông Thái. Cảm ơn bạn.